Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thị xã Mường Lây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ấm áp hoạt động thiện nguyện đông ấm vùng cao ở Mường Lây. Đẩy mạnh xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ở Mường Lây. Thưa quý vị và các bạn, với tâm nguyện sẻ chia phần nào những khó khăn mà bà con dân tộc thiểu số và học sinh nghèo của xã Lây Nưa, thị xã Mường Lây phải đối mặt, với sự kết nối của tuổi trẻ Mường Lây, đoàn từ thiện do sư thầy Thích Viên An cùng quý Phật tử chùa Nghiêm Quang, huyện Thạch Thất, Hà Nội và chùa Bảo Quang, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã tổ chức chương trình Đông ấm vùng cao tại xã Lây Nưa, thị xã Mường Lây với mong muốn chung tay kết nối yêu thương, cùng nhau mang đến một mùa đông ấm áp cho người dân nghèo và trẻ em vùng cao. Những năm gần đây, mùa đông đã trở thành mùa gắn kết yêu thương. Vì vậy, rất nhiều chương trình thiện nguyện đã được tổ chức để nhân dân các bản vùng cao còn nhiều khó khăn của thị xã Mường Lây có được những mùa đông ấm áp hơn. Khá nhiều tổ chức, nhóm thiện nguyện và không ít cá nhân trong và ngoài thị xã đã chủ động đứng ra vận động, quyên góp hoặc tự động góp bằng nguồn lực của bản thân mang xuân yêu thương đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình mang thông điệp Đông ấm vùng cao nhằm chăm sóc và nâng cao chất lượng sống cho người dân nghèo ở Mường Lây. Thành viên trong đoàn từ thiện đã thay mặt các nhà hảo tâm những tấm lòng thiện nguyện để trao tặng những phần quà thiết thực như quần áo, chăn ấm, áo ấm, mì gói với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Những phần quà này chứa đựng những giá trị thiện lành và thông điệp yêu thương do các mạnh thường quân cũng như những tấm lòng nhân ái, kết duyên đã được chuyển đến tận tay các hộ nghèo và các em nhỏ vùng cao của xã Lây Nưa trong một chương trình từ thiện thực tế. Theo tinh thần của người con Phật là cũng như tinh thần đồng bào người Việt Nam là lá lành đùm lá rách và lá rách ít đùm lá rách nhiều. Thì cũng nhân dịp chuẩn bị xuân hết Tết đến năm Tân Sửu thì các quý thầy ở chùa Nghiêm Quang, chùa Bảo Quang của huyện Thạch Thất, huyện Đan Phượng cũng gọi là nhờ cái sự trợ duyên của các quý vị Phật tử trong toàn thành phố và cũng như các Phật tử lân cận cũng đã có một chút tấm lòng cùng với các quý thầy để kết nối với các bác lãnh đạo ở địa phương đây cũng như các cô Phật tử dành một chút tấm lòng để ủng hộ cho các người dân vùng cao. Và đặc biệt là chuẩn bị xuân Tết đến thì các thầy cũng dành những tình cảm để giúp cho người dân nơi đây có một cái Tết gọi là cũng không được đầy đủ nhưng đó cũng là thể hiện một tinh thần của người con Phật. Buổi sáng mùa đông vùng cao lạnh như cắt, đoàn chúng tôi vượt qua những quãng đường cua gấp khúc tay áo, bò dần lên đỉnh núi mới tới được bản vùng cao của xã Lây Nưa. Trực tiếp đến tận nơi vùng cao, không khỏi xúc động trước những thiếu thốn khó khăn của bà con nơi đây. Cảm thấy xót xa khi nhìn những cháu bé với chiếc áo mỏng phong phanh, chân đi dép tổ ong bám bùn đất trong cái lạnh se sắt ở vùng núi cao. Được đón nhận những món quà thiết thực đầy ý nghĩa, bà con nơi đây rất phấn khởi vui mừng với nụ cười của các cháu nhỏ đã làm ấm áp hơn trong mùa đông giá lạnh. Hành động thiết thực này sẽ góp phần giúp đồng bào vùng cao vơi đi phần nào khó khăn, vất vả, giúp xua đi phần nào cái giá lạnh của mùa đông để đồng bào có thể đón một cái Tết no đủ hơn. Hôm nay được nhận cái quà bao gồm là những chan này, và một kiện mì tôm, là xà phòng, là mì chính. Và đây là nó cũng là một cái quà rất tốt cho bà con đồng bào vùng cao. Và trong Tết thì nó cũng như chan thì nó cũng rất là tốt và ấm cho bà con vùng đầu. Trong mùa đông này thì đối với ba bản vùng cao cũng rất là khó khăn. Và đặc biệt là những năm gần đây thì cũng có rất nhiều đoàn từ thiện nhân đạo đã đến với xã. Thì hoạt động này là hoạt động có mang lại ý nghĩa rất là lớn, đặc biệt là trong những ngày gần Tết cũng như là ngày xuân thì cũng phần nào đó sẽ giúp cho bà con có được những cái Tết ấm no và tươi vui hơn. Đối với các chương trình thiện nguyện thì bên cạnh là hỗ trợ các nhu yếu phẩm, chúng tôi hy vọng rằng là
là hỗ trợ những cái nguồn liên quan đến cái sinh kế cho bà con thì nó sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực và định hướng lâu dài hơn. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, trong thời gian vừa qua, thị đoàn Mường Lây đã phát động kêu gọi các đoàn viên thanh niên kết nối với khá nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm nhằm chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, những đồng bào vùng cao còn nhiều thiếu thốn. Theo thống kê, từ đầu mùa đông đến nay, thị đoàn Mường Lây đã kết nối trao tặng 265 suất quà gồm chăn, màn, quần áo, gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân các bản vùng cao của thị xã Mường Lây với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Với chương trình này đã góp phần đem đến những món quà mùa đông ấm áp cho các em học sinh, cho bà con vùng sâu vùng xa ở Lây Nưa, đem đến cho bà con niềm vui trong những tháng cuối năm chuẩn bị đón xuân về. Ban thường vụ thị đoàn đã tăng cường phát động các cái phong trào kết nối tình nguyện, đặc biệt là phát huy cái tinh thần tình nguyện của các đồng chí đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã để làm sao kết nối nhiều nhất những cái chương trình và phong trào tình nguyện trong và ngoài thị xã. Và trong thời gian vừa qua thì Ban Thường vụ Thị đoàn đã tổ chức 04 hoạt động vùng cao, và hoạt động lần này là cũng là hoạt động lần thứ 5 trên tất cả các bản vùng cao trên địa bàn. Và trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Thị đoàn cũng sẽ thực hiện tiếp cái hoạt động đó là chăn ấm mùa đông để đến với các người già neo đơn và các trẻ em khuyết tật trên địa bàn thị. Sự cho đi trong hoạt động tình nguyện là những bài học từ cuộc sống cộng đồng, từ những câu chuyện, từ những người dân sẽ là bài học vô giá mà chính sự cho đi đó mỗi người chúng ta nhận lại được nhiều hơn. Khi được tham gia vào các hoạt động đồng hành của các chương trình tình nguyện, các đoàn viên thanh niên của thị xã Mường Lây cũng cảm thấy được trưởng thành, trải nghiệm, có cơ hội được tiếp xúc, chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình thiện nguyện mùa đông này. Thì lên đến đây em thấy cuộc sống bà con ở đây rất là khó khăn. Và mùa đông lạnh lẽo thì ở đây không có quần áo ấm để mặc. Là một đoàn viên thanh niên của thị xã Mường Lây, em khi tham gia chương trình này em cảm thấy rất là vui và được góp một phần công sức cho bà con ở trên này để được đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Bà con được ấm áp hơn trong mùa đông này. Dẫu giá trị vật chất của mỗi món quà mà đoàn thiện nguyện mang đến cho người dân chưa thực sự lớn, nhưng mang lại ý nghĩa nhân văn rất lớn, tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực, mạnh mẽ tới cộng đồng. Điều đó cũng đã phần nào góp phần sưởi ấm cho những đôi chân trần, cơ thể các em nhỏ nơi đây trong cái rét ngọt cắt da thịt những ngày đông giá. Hy vọng sẽ có thêm thật nhiều tấm lòng thiện nguyện để có thêm nhiều chuyến xe ấm áp nghĩa tình đến với đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ vùng cao ở thị xã Mường Lây trong những ngày đông giá, để ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn những giá trị của sự cho đi. Thưa quý vị và các bạn, đa dạng hóa các phương tiện, dịch vụ, thanh toán không dùng tiền mặt được xem là xu hướng tất yếu trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Tại thị xã Mường Lây, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử đã và đang phát triển nhanh chóng, góp phần giảm dần việc thanh toán sử dụng tiền mặt trong các hoạt động của đời sống kinh tế xã hội. Chị Trần Thị Thu Hà ở tổ 6, phường Na Lây chia sẻ, shop quần áo của gia đình được thành lập từ năm 2013 và chuyên kinh doanh các sản phẩm thời trang nữ, thời trang trẻ em. Từ khi đi vào hoạt động, nhiều khách hàng đến mua hàng thường chuộng thanh toán qua các ứng dụng ví điện tử hoặc qua ứng dụng mobile banking với hệ thống ngân hàng kết nối đa dạng, có tính bảo mật cao. Theo chị Hà, từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều khách hàng đến mua sắm đã chủ động chuyển sang thanh toán bằng ví điện tử thay cho thanh toán bằng tiền mặt, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng trong thời gian dịch bệnh này nhờ ưu điểm là thanh toán không tiếp xúc, góp phần hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa người với người. Với cái thời đại 4.0 này thì em thấy là khách hàng thanh toán đến 60-70% là chuyển khoản chị ạ. Và rất là tiện lợi, ví dụ nhà mình rất là không bị đếm khi bị rít tiền và bị nhầm lẫn về số tiền chị ạ. Mình chỉ cần tra điện thoại cái là mình biết là tổng tiền của mình đã có bao nhiêu và không phải đếm và không phải phân loại tiền.
Không chỉ với cửa hàng trên, hiện nay trên địa bàn thị xã đã có nhiều siêu thị, các cửa hàng sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như quẹt thẻ, chuyển khoản, ví điện tử. Đây là các hình thức mang lại nhiều lợi ích đối với cả chủ siêu thị, cửa hàng và người tiêu dùng. Nếu như các chủ siêu thị, cửa hàng được lợi khi tiền thanh toán trên hệ thống giúp họ giảm thời gian, công sức thu, đếm và trả lại tiền cho khách, hạn chế nhầm lẫn, giúp việc quản lý tiền thu, chi trên hệ thống được rõ ràng và an toàn hơn, thì đối với người tiêu dùng, hình thức này góp phần giảm thời gian, chi phí đi rút tiền, giúp dễ dàng kiểm soát số tiền ra vào tài khoản, hạn chế trả nhầm tiền, rơi mất tiền mặt. Như gia đình nhà tôi thì từ ngày tôi mở kinh doanh ở trên thị xã đến giờ thì tôi dùng qua thẻ của ngân hàng này, qua thẻ ATM này thì tôi thấy nó rất chi là thuận lợi. Cái thứ nhất là tôi không phải kiểm tiền và đếm tiền, đấy, để tránh được cái sự nhầm lẫn, đấy, và rất nhanh gọn cho khách hàng. Cái thao tác thì nó có tất cả là trên các hệ thống rồi, thâm ra là mình cứ làm theo những cái thao tác và những cái chỉ dẫn đấy là nó khác ấy thôi mà nó đơn giản lắm. Chị cũng mới tiếp xúc với cái dịch vụ thanh toán thẻ này, thế nhưng mà chị cảm thấy nó rất là tiện, bởi vì là khi mình đi mua bán một thứ gì mình cũng không cần phải mang tiền mặt. Thế thứ hai nữa là cũng rất tiện là khi mình đi giao dịch một cái gì đó thì mình cũng không cần phải cầm theo nhiều tiền hay là một cái thủ tục gì nó nhiều cả, mà mình chỉ cần là dùng cái thẻ tín dụng của mình, nó rất là nhỏ gọn và nhẹ nhàng, cất nó rất là gọn. Thế thứ hai nữa là khi mình cần giao dịch một cái gì thì mình cũng không cần phải đến ngân hàng để mình rút tiền như mọi khi nữa. Thực ra thì như thời buổi dịch bệnh như bây giờ thì mình thấy nó rất là tiện, bởi vì là mình cũng không cần phải tiếp xúc quá nhiều người. Thứ hai nữa là khi mình giao dịch cũng không phải đưa tiền mặt, không phải qua đi qua lại, mình chỉ cần đưa thẻ của mình và nhân viên thanh toán cho mình thế thôi. Theo ông Đặng Văn Đông, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thị xã Mường Lây, hiện nay, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn đang được người dân hưởng ứng và có xu hướng phát triển. Tính đến hết năm 2020, đơn vị đã mở được trên 935 tài khoản cá nhân, phát hành gần 5.700 thẻ thanh toán. Cung ứng dịch vụ thanh toán đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt với 48.000 món, số tiền trên 114 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện thanh toán qua Internet Banking, SMS Banking trên 10.000 món với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán triển khai dịch vụ thanh toán qua QR code. Toàn thị xã có hơn 3 điểm chấp nhận thanh toán qua QR code và 36 POS với số giao dịch trong năm là trên 4.150 món, số tiền giao dịch gần 4 tỷ 500 triệu đồng. Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thị xã Mường Lây đang đẩy mạnh xây dựng, triển khai các chính sách ưu đãi, chăm sóc và tuyên truyền để thuyết phục khách hàng. Trong đó, tập trung vào những đối tượng khách hàng có khả năng tiếp cận công nghệ, có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng và đơn vị trung gian trước, sau đó đến người dân ở các khu vực nông thôn, người cao tuổi. Đến nay, ngân hàng tiếp tục mở rộng thêm các sản phẩm thẻ đa năng, đa dụng, cho phép thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Mường Lây đã tăng cường cái công tác là tuyên truyền để thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là đã sớm đưa cây ATM vào hoạt động, đảm bảo cho cái mùa dịch là chúng ta ít phải giao dịch trực tiếp với lại ngân hàng. Cái tiếp theo nữa là tăng cường cái công tác là mở tài khoản thẻ ATM để thực hiện giao dịch qua cây ATM, tăng cường công tác phát triển bot và QR code tại các cửa hàng. Thì trong năm 2020 thì chi nhánh trên địa bàn tuy nhỏ nhưng mà cũng phát triển được 3 bot và 3 QR code tại các cửa hàng để đảm bảo khách hàng là giao dịch không dùng tiền mặt. Và cái doanh số hoạt động của bot thì ở tại thị xã Mường Lây thì nó rất là lớn. Cỡ khoảng độ trên 4.000 món giao dịch với lại tổng số tiền giao dịch cỡ khoảng độ xấp xỉ 4 tỷ 500 triệu đồng. Trên thực tế, việc thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức không mới, đã áp dụng khá phổ biến trong cuộc sống của người dân như thu tiền điện, cước điện thoại, mua mã thẻ di động, mua hàng hóa tại các siêu thị, thanh toán mua bán qua các ví điện tử, chỉ cần người tiêu dùng có thẻ ngân hàng, tài khoản mobile banking và tài khoản trên các ví điện tử. Trong thời buổi công nghệ thông tin và thương mại điện tử đang phát triển như hiện nay, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thị xã đang được người dân hưởng ứng và có xu hướng phát triển.
Có thể thấy, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các chủ cơ sở kinh doanh cũng như người tiêu dùng trên địa bàn đối với việc thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này đã góp phần vào việc dẫn hướng, thúc đẩy phát triển phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2545 ngày 30 tháng 12 năm 2016. Phóng sự vừa rồi đã khép lại trang truyền hình cơ sở của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.